Việc băm nhỏ hàng tấn nguyên liệu cho hàng ngàn vật nuôi giờ đây đã không còn là mối lo lắng khi quý vị sở hữu dòng máy băm cỏ công nghiệp 4T. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video lần này, Ngọc Nga xin mời quý vị, bà con cùng với Ngọc Nga quan sát quá trình bàn giao máy băm cỏ 4T cho các vị khách hàng. Rất tiếc, thời tiết ngày hôm nay có mưa, nhưng các vị khách hàng đã không ngại đường xa xa xôi đến trực tiếp xưởng sản xuất của công ty Bình Minh. Vâng, và các vị khách hàng của chúng ta đã tiến vào khu vực thử máy. Máy sẽ chạy thử ngay bây giờ. Các vị khách hàng của chúng ta cảm thấy rất ưng ý về dòng máy băm cỏ 4T từ kiểu dáng hiện đại cho đến khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, giúp cho máy vận hành không bị rung lắc. Buồng làm việc được khóa chặt nhờ hai khóa siết nằm bên máy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cùng bộ phận bánh xe và tay kéo hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của máy. Chiếc máy này chuyên để sử dụng băm các loại nguyên liệu như cỏ voi, thân cây ngô, cỏ xả, ngọng mía, cả gai leo, phục vụ cho ngành chăn nuôi, giúp khách hàng có thể chủ động hơn trong việc tạo nguồn thức ăn dinh dưỡng và phong phú cho vật nuôi. Với kết cấu đơn giản, quý vị có thể điều chỉnh tốc độ lô cuốn để chủ động độ dài ngắn của sản phẩm đầu ra. Thông qua hộp số điều chỉnh nằm ở trên thân máy, chỉ với một nhân công là đã có thể vận hành máy hiệu quả. Ngoài ra, máy băm cỏ 4T cũng có năng suất vô cùng ấn tượng. Năng suất có thể đạt tới 2-4 tấn trên 1 giờ, tùy từng loại nguyên liệu. Máy băm cỏ công nghiệp 4T hoạt động dựa trên nguyên lý động cơ chuyển động đến bộ phận băm nghiền, lô quấn và búa đập. Khách hàng chỉ cần đặt nguyên liệu lên hệ thống băng chuyển, bộ lô quấn sẽ tự động kẹp kéo nguyên liệu vào buồng băm. Tại đây, bộ dao băm và búa đập sẽ băm nhỏ nguyên liệu đẩy ra ngoài cơ xả. Máy băm cỏ 4T được lắp đặt động cơ điện cùng công suất 7,5-11 kW, sử dụng nguồn điện 3 pha 380V ổn định khỏe khoắn. Khi đã băm nhỏ, thành phẩm sẽ được đẩy ra cửa xả thụ ấm. Tương tự với các dòng máy băm cỏ công suất lớn khác của công ty, máy băm cỏ 4T có phần cửa xả cao, cùng nắp cửa xả điều chỉnh lượng thành phẩm xả ra ngoài gần xa hoặc phun thẳng trực tiếp vào thùng chứa một cách thuận tiện. Và thành phẩm cỏ sau khi băm có kích thước từ 1-3 cm, tùy vào từng loại nguyên liệu khác nhau. Với năng suất 2-4 tấn trên 1 giờ, rất phù hợp sử dụng với trang trại của vị khách hàng ngày hôm nay, giúp anh tăng cao hiệu quả chăn nuôi, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu nhân công lao động đáng kể. Và đây chính là thành phẩm cỏ voi được băm nhỏ, có kích thước từ 1-3 cm, có thể cho vật nuôi ăn ngay hoặc làm thức ăn dự trữ cho vật nuôi vào mùa khan hiếm cỏ. Và ngay bây giờ, kỹ thuật viên đang mở buồng làm việc cho các vị khách hàng quan sát. Buồng làm việc của máy bao gồm 3 dao băm chính sắc bén cùng 12 búa đập và các cánh đà lớn đẩy thành phẩm nhanh chóng phun ra cửa xả trên. Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí nhân công, chỉ cần một nhân công duy nhất là có thể vận hành máy dễ dàng và liên tục đưa nguyên liệu vào buồng băm. Và với dòng sản phẩm mới này, Ngọc Nga tin chắc rằng sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực đối với các hộ trang trại chăn nuôi. Để biết thêm thông tin chi tiết về máy băm cỏ công nghiệp 4T, quý vị có thể ghé thăm website của công ty Bình Minh hoặc gọi điện tới số hotline đang hiển thị ở phía trên màn hình. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, công ty Bình Minh luôn tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam có sự đầu tư quy mô lớn và trực tiếp sản xuất cũng như phân phối các dòng máy móc tân tiến nhất, chất lượng nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ sản phẩm. Bình Minh luôn hân hạnh được phục vụ quý vị. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.